tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chấp nhận con gái của tôi là Trúc Mai làm con dâu không? Tường lớn chín xu, vạt món ngon bùng vị. Bà nghe tôi nói vậy nên thấy lo lắng và chạy tới đây liền, đúng không? Tôi không biết cô đã nghe được chuyện gì, nhưng chắc chắn tất cả đều sai sự thật. Nhìn thái độ của bà thì tôi lại càng nghĩ những gì mà tôi vừa biết là đúng. Nếu không thì một người hành xử cẩn trọng như bà đã không vội chạy tới đây ngay khi nhận được tin. Bà có chối cũng vô ích, chuyện cũng dễ kiểm chứng mà. Tôi còn nhớ bà đã gọi tôi là gì khi biết được mối quan hệ của tôi với Trúc Mai. Là hèn hạ, trơ trẽn, vô liêm sỉ. Bà còn nhớ những lời đó không? Cô muốn gì, tôi sẽ làm cho cô. Tôi không tin bà nữa. Bà phải làm theo yêu cầu của tôi trước đi. Vậy thì cô muốn gì? Chuyện mà tôi sắp nói không phải là tư cách của con dâu với mẹ chồng cũ, mà là mẹ ruột của Trúc Mai nói với mẹ của Đăng Khoa. Tôi đã nghe chuyện bà nói với bác sĩ Yên đang ở spa rồi. Tôi không phản đối thì để người khác phản đối là được rồi. Ý chị là chị sẽ nói chuyện này với anh Hải hả? Tất nhiên rồi. Chồng tôi ổng phải được biết con dâu tương lai của ổng được sinh ra từ người nào chứ. Sao bà có thể tàn nhẫn tới mức độ đó chứ? Một người luôn tự hào về xuất thân của mình, được sinh ra trong một gia đình giàu có và được giáo dục đầy đủ, sao bà có thể trơ tráo lật lọng đâm sau lưng một người không còn gì để mất như tôi chứ? Bà luôn tự hào là mình thương con, nhưng chỉ vì tham vọng của cá nhân mà bà đã ngăn cản hạnh phúc của đứa con trai duy nhất của mình. Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chấp nhận con gái của tôi là Trúc Mai làm con dâu không? Tôi không hề có ý muốn chấp nhận Trúc Mai là con dâu của tôi. Con bé đó hoàn toàn không xứng đáng với Đăng Khoa con trai của tôi. Cô có hiểu không? Vì vậy cho nên cô đừng bao giờ có cái ý định Trúc Mai sẽ làm đám cưới với Đăng Khoa. Em sẽ nói lý do thật sự vì sao anh Thư đồng ý ly hôn và vì sao Hải Đăng lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy, để cho mọi người đừng có nghi oan cho em. Và cũng thôi đừng có luyến tiếc cái đứa con dâu thủ đoạn đó nữa. Mình nói vậy có ý gì? Còn lý do nào khác nữa? Cô ta đồng ý ký vào đơn ly hôn là bởi vì có một mối quan hệ rắc rối với Trúc Mai. Con uống đi, là sữa nóng đó. Mấy ngày nay chắc con không ăn uống được gì rồi. Mẹ cũng vậy mà. Tất cả là do con. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đã dặn con không được xin lỗi rồi mà. Con không làm gì sai hết, nhớ chưa? Con quyết định sao rồi? Con sẽ bắt đầu lại với anh Đăng Khoa. Con nghĩ đó là điều mà mẹ muốn con làm. Con có tự tin không? Vì con là con gái của mẹ nên chắc chắn mẹ của Đăng Khoa sẽ ngăn cản tới cùng. Nếu đó không phải là điều con muốn thì con không cần phải làm. Đừng cố gắng làm bất cứ điều gì vì bất cứ ai. Không sao đâu mẹ. Khó khăn cách mấy con và anh Khoa cũng sẽ vượt qua. Tụi con không muốn sự hy sinh của mẹ trở nên vô nghĩa. Và thật sự tụi con cần có nhau.
Em chào chị. Tụi con định qua gặp bố của anh Khoa để xin phép, nên ảnh muốn tới đây gặp mẹ luôn. Em ngồi đi. Sao chị lại ở đây? Rồi nhà của anh hai mua cho chị thì sao? Chị muốn ở đây cho tới khi mọi chuyện xong xuôi. Em muốn đưa Trúc Mai tới gặp bố hả? Dạ. Hai đứa đã quyết tâm rồi sao? Chị cứ yên tâm, đừng suy nghĩ gì hết. Tụi em sẽ sống thật hạnh phúc. Đó là những gì mà chị muốn nghe từ em. Trúc Mai của chị nhờ em chăm sóc nha. Em sẽ làm như vậy. Được rồi. Hai đứa đi gặp bố đi. Dạ. Khi nào xong việc, con sẽ quay lại đây với mẹ nha. Chúc con may mắn. Dạ, tụi em đi. Trúc Mai, nhớ kỹ lời mẹ dặn. Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Con phải sống thật hạnh phúc. Nhớ nha. Dạ. Con sẽ về sớm gặp mẹ. Con chào bố. Em chào anh. Con chào bác. Em chào anh ạ. Nói rõ ràng xem nào. Hải Đăng nói con muốn cưới con bé này phải không? Dạ. Yeah. Bố đồng ý cho tụi con nha bố. Sao thế? Cô đã hủy hôn với con trai tôi rồi. Giờ nghĩ lại à? Cô tưởng hôn nhân là trò đùa đi à? Dạ con xin lỗi bác. Mong bác hãy bỏ qua cho con. Dạ thưa bố. Lúc trước tụi con có một số hiểu lầm xảy ra. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện giải quyết xong hết rồi. Con hứa với bố là sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Bố đồng ý cho tụi con nha bố. Bố đồng ý cho hai đứa đi. Bố luôn mong anh em con được hạnh phúc mà. Hoa Vương xem sớm nhất trên VEON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTranel.